Chỉ cần 15 phút thôi là sẽ có ngay một phần sashimi ốc vòi voi thượng hạng. Nhưng trước tiên mình phải ghé hải sản Hoàng Gia để tậu hai em ốc dời dơi về đã. Khi mang hai em về, mình sẽ dùng nước sôi trụng sơ trong vòng 1 phút. Tiếp theo mình sẽ bỏ tụi nó qua nước đá lạnh trong 3 phút. Rồi sau đó sẽ lột bỏ phần da bên ngoài của ốc dời dơi. Chắc mấy anh xem cảnh này sẽ thấy hơi thúng thốn. Mọi người nhớ tắm rửa lại cho tụi nó được sạch sẽ nha. Mình tách ốc ra khỏi vỏ và chỉ lấy phần vòi ốc để làm sashimi thôi. Còn phần bụng các bạn có thể xào hay nấu canh tùy thích. Sau đó mình sẽ dùng khăn giấy thấm sạch phần nước bám trên ốc vòi voi. Cuối cùng là thái vòi ốc thành từng miếng vừa ăn rồi bày trí lên nữa là xong. Hôm nay mình sẽ ăn kèm ốc với rong nho, trứng cá chuồn và cơm cuộn phủ bơ. Nhìn cũng ngon lành, cành đào không kém cạnh gì so với nhà hàng nha. Mọi người ơi, giờ Linh đã chế biến xong rồi nè. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với Linh nha. Bây giờ thì mình sẽ chấm với nước tương nha mọi người. Nó rất là giòn và cái vị của nó mặn mặn sẵn rồi mọi người, thấy là ngon quá. Nhưng phớt thêm miếng wasabi và chấm với nước tương thì vị ngon lại lên một tầm cao mới. Mọi người hãy mua về làm thử và cho Linh biết ý kiến nha.